Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Minh Hà Official. Thì ngày hôm nay vẫn là một cái phiên mà thị trường gần như không có quá nhiều sự biến động. Và thật ra thì cái tình hình này nó cũng đã diễn ra trong khoảng tầm 2 tuần gần đây rồi. Nhưng mà vì sao Hải lại tự tin và Hải đưa ra một cái video nói rằng đây là top 2 cổ phiếu đang ở chân sóng? Thì vấn đề nó sẽ nằm ở cái chuyện là dòng tiền nó đang bắt đầu có dấu hiệu dịch chuyển. Và nó không có nằm ở những cái cổ phiếu mà nhiều người chúng ta thường chú ý nữa. Thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích ở trong video ngày hôm nay về cái sự chuyển dịch của dòng tiền cũng như đâu chính là top 2 cổ phiếu mà Hải đang nhắc tới ở trong cái tiêu đề. Và trước khi chúng ta bắt đầu video thì như thường lệ chúng ta có thể cho Hải một cái nút like cũng như một cái nút đăng ký kênh nếu mà chúng ta chưa đăng ký. Ngoài ra thì ở dưới mỗi video vẫn là một cái link Zalo chúng ta có thể tham gia vào thì Hải sẽ có tư vấn và sẽ có khuyến nghị ở trong này. Còn chúng ta muốn tham gia, muốn được tư vấn kỹ hơn ở trong nhóm khách hàng, chúng ta có thể đọc hướng dẫn và chúng ta liên hệ với Hải qua cái số điện thoại bên dưới anh chị ha. Ngày hôm qua thì Hải cũng có làm một cái video về thép rồi. Thì các bạn Hải vẫn nhận định rằng là nhóm thép nó vẫn là một cái nhóm có câu chuyện ở trong dài hạn. Thì ngày hôm nay là một cái phiên bật lên của thép, nhưng mà cơ bản thì Hải thấy rằng á là chúng ta vẫn không có quá nhiều sự khác biệt so với ngày hôm qua. Thì đây vẫn là một cái nhịp mà theo Hải á là bật để chúng ta canh và chúng ta chốt và chờ một cái nhịp sau anh chị ha. Thì đó là cái nhận định của Hải. Còn trở lại với nội dung chính của video ngày hôm nay á, thì phần đầu tiên chúng ta sẽ đi qua về thị trường chung một tí. Đây là một cái đoạn mà Hải nghĩ rằng là thị trường á chúng ta sẽ rất khó để có một cái nhịp điều chỉnh quá mạnh. Đây là một cái luận điểm mà chúng ta nên tập trung nghe và Hải sẽ chia sẻ kỹ càng hơn về cái luận điểm này. Thứ nhất là cái vấn đề về dòng tiền. Thì anh chị lưu ý rằng á là hiện tại anh chị ha, hiện tại là thị trường đang có một cái dòng tiền hầu như với các nhà đầu tư cá nhân là họ rút tiền ra. Cái gì ạ? Họ thấy rằng thị trường quá chán. Mặc dù thị trường chúng ta đã tăng từ vùng giá khoảng tầm 1090 và tăng lên tới hiện tại là 1180, nhưng mà hầu như danh mục của anh chị á sẽ có rất ít người có sự thay đổi. Tại vì sao? Chúng ta cầm bất động sản, chúng ta cầm chứng khoán, chúng ta cầm khu công nghiệp, chúng ta cầm rất nhiều ngành nghề, thậm chí rằng là đầu tư công. Nhưng chúng ta không cầm ngân hàng, và đặc biệt là chúng ta không có quá nhiều người cầm các cái nhóm ngành hiện tại dòng tiền đang tập trung. Đó chính là gì ạ? Bán lẻ nè. Rồi bây giờ chúng ta đến gì ạ? Đến điện nè, và đến những cái ngành khác như là cao su, như là gọi là vận tải cảng biển, hay thậm chí rằng là những cái ngành nhỏ hơn. Thì đó là cái vấn đề. Thì cho nên á là hiện tại hầu như cái dòng tiền rất chán nản, tại vì cầm thị trường tăng mà danh mục không tăng thì họ rất chán. Và họ còn lo sợ những cái vấn đề như là lỡ như là bây giờ mình nghỉ Tết thì là cái lịch nghỉ nó quá dài, lỡ như có một thông tin gì đó nó xấu quá nó xuất hiện ở trong cái kỳ nghỉ thì mở phiên đầu năm không phải rằng thị trường sẽ sập hay sao, thì đa phần họ sẽ chọn phương án á là họ rút tiền ra, họ chán rồi họ rút ra. Ở trong khi đó thì anh chị nhìn qua về cái dòng tiền của tự doanh này, của nước ngoài và cả của các tổ chức trong nước, thì chúng ta sẽ thấy rằng á là đa phần họ đang nghiêng về chiều hướng mua ròng nhiều hơn chị ha, chiều hướng mua ròng nhiều hơn. Nó sẽ có xen kẽ vài phiên bán ròng, nhưng mà tính tổng lại ở trong khoảng tầm 2 tuần gần đây thì hầu như các tổ chức tranh trong nước, tự doanh và khối ngoại thì đều đang nghiêng về chiều hướng mua ròng. Tức là gì ạ? Tay to thì mua ròng, nhỏ lẻ thì đang bán ròng. Vậy thì câu chuyện là nếu như mà bây giờ tạo lập họ bán cổ phiếu, họ gọi là upbo, họ gọi là phân phối hàng, thì làm sao họ phân phối được khi mà sao ạ? Nhà đầu tư cá nhân và nhỏ lẻ thì đang bán mà họ không có mua. Thì khi mà họ không mua thì chắc chắn rằng tạo lập sẽ không thể phân phối được hàng. Cho nên theo Hải á, là cái kịch bản gọi là tốt nhất của thị trường á, gọi kịch bản gọi là, lộn xấu nhất á, bạn điều chỉnh á, thì cũng chỉ có thể quay trở về những cái vùng như là khoảng tầm 1160 mà thôi, chứ còn sẽ rất khó để thị trường có thể sẽ có những cái bước điều chỉnh nặng hơn, hay thậm chí rằng là có khi thị trường còn không thủng được cái vùng giá 1170 nữa. Đó chính là cái nhận định của Hải. Thì khả năng bây giờ mà muốn điều chỉnh á, muốn upbo, muốn phân phối hàng á thì sao ạ? À? Thì qua Tết thì sẽ có những cái nhịp kéo. Khi mà nhà đầu tư họ đã gọi là họ qua được cái đoạn là họ sợ tin tức rồi. Khi mà qua Tết thì sao ạ? Ăn Tết xong thì nhiều người họ rất là vui mừng, tâm lý sẽ hứng khởi hơn, tại vì đi chơi nhiều mà, thì họ sẽ gì ạ? Họ dễ FOMO hơn. Thì một hai những phiên đầu sau Tết á, thị trường nó có những cái nhịp tăng thì nó sẽ tạo được nhiều sự FOMO hơn, dòng tiền nó sẽ vào nhiều hơn, và khi đó cũng muốn phân phối hàng á cũng sẽ dễ hơn. Còn bây giờ thì sẽ rất khó để phân phối khi mà cái tâm lý của nhà đầu tư á gần như là rất chán rồi, rất 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 là chán rồi.
phải là môi giới họ nhìn rất rõ, hầu như các cái room hiện tại cực kỳ chán, không ai nói chuyện cả, và kể cả khách hàng của họ cũng vậy, họ rất là chán rồi, họ cầm cổ phiếu mà cổ phiếu không tăng, rất là buồn. Đó chính là cái luận điểm của Hải cho cái câu chuyện là gì ạ? Là thị trường hiện tại rất khó để có một nhịp điều chỉnh quá mạnh, và nó sẽ dẫn tới những cái câu trả lời cho những cái luận điểm sau. Và thứ hai ạ, hiện tại nha, dòng tiền thì đang tập trung vào những cái cổ phiếu có vốn hóa nhỏ với thanh khoản khoảng tầm là từ 30 cho đến 50 tỷ một phiên, hơn là các cổ phiếu có vốn hóa vừa và lớn như là các cổ phiếu chứng khoán. Thì bằng chứng rất rõ ràng anh chị có thể thấy rằng là gì ạ? Hiện tại chúng ta có những cái sóng tăng rất là mạnh từ các cổ phiếu vốn hóa nhỏ như là gì ạ? DRC này, đây, tăng cực kỳ đi. Thì chúng ta sẽ nhìn qua về mặt thanh khoản của các cổ phiếu này thì đa phần nha, những cái phiên bình thường á, thanh khoản sẽ dao động khoảng tầm gì ạ? Chưa được 20 tỷ nữa, khoảng tầm mười mấy tỷ thôi. À, thì đùng một cái tự nhiên có hai cây trần tăng rất mạnh khoảng tầm là vài chục phần trăm, khoảng tầm là hai cây trần liên tục DRC này. Thế thậm chí rằng là chúng ta sẽ có bên cao su thì cũng có là Phước Hòa thì cũng là một cổ phiếu tăng rất mạnh. Và ngày hôm nay thì sang đến khu công nghiệp thì chúng ta có gì ạ? DTD thì cũng là một cái cổ phiếu mà hàng ngày thanh khoản không quá lớn, chỉ khoảng tầm vài tỷ thôi đến mười mấy tỷ thôi. Thì đột nhiên lại có hai cây tăng rất mạnh, nó thanh khoản khoảng tầm là 60 cho tới là 70 tỷ và tăng rất mạnh với DTD. Và một số ngành khác chúng ta sẽ có thể kể qua như ngành điện nè, ngành điện chúng ta có gì ạ? Có TV2. Rồi mọi người ơi, màn hơi lag một tí. Đây TV2, chúng ta cũng có thể nhìn qua về thanh khoản. Thì hàng ngày giao dịch chưa được 10 tỷ, đúng rồi, thanh khoản cực kỳ bé. Đùng một cái tự nhiên tăng trần. Và những cái nhịp này á mọi người, không phải là những cái nhịp mà tăng trần theo tin đâu chị ha, không phải là tăng trần theo tin đâu, mà là những cái nhịp dòng tiền lan tỏa. Dòng tiền hiện tại nó đang quá chán, và sao ạ, nó bắt đầu đi tìm tới những nhóm ngành nhỏ hơn, những nhóm ngành dễ kéo trần hơn, và nó tham gia vào. Và chúng ta sẽ có thể thấy rằng là giờ những cái ngành nổi trội như là chứng khoán không có tăng nổi, VND nè, SSI nè, VCI, MBS nè, những cái nhóm ngành mà gọi là giờ vốn hóa lớn quá, vốn hóa một phiên khoảng tầm là vài trăm tỷ á, thì không kéo nổi nha, khoảng tầm vài chục tỷ nè, trên 50, và những cái phiên mà vol cao á, thì khoảng tầm 100, 200, rất khó kéo và tiền nó không vào. Tương tự với nhóm bất động sản cũng vậy, đúng không ạ? Đất Xanh nè, rồi DIG này, hay là Novaland, Phát Đạt nè, những cái siêu phẩm thì gần như là không tăng nổi. Những cái phiên tăng của nó chỉ khoảng tầm là 2-3% thôi, và cơ bản là vẫn đang nằm trong một cái vùng nền sideways. Thì đó là cái đặc trưng, cái đặc tính của dòng tiền hiện tại mà anh chị chúng ta sẽ cần phải nắm bắt. Vậy cho nên á, là ngày hôm nay thì Hải sẽ tập trung chủ yếu vào những cái nhóm ngành nhỏ hơn, những cái cổ phiếu vốn hóa nhỏ. Hôm nay chúng ta có TNG cũng vậy nè, một cái cổ phiếu ở trong ngành dệt may. Thì đột nhiên đùng một cái lại có một cái lượng tiền khối ngoại mua khoảng tầm 16 tỷ. Và TNG tăng rất mạnh, đúng không ạ? Và với một cái thanh khoản hàng ngày cũng có vài chục tỷ thôi, rất là ít. Thì thật sự nói với mọi người, thanh khoản vài chục tỷ thì tiền to không vào được. Một số khách hàng của Hải này, hay là chắc chắn rằng nhiều anh chị chúng ta cũng sẽ có những cái mức vốn khoảng tầm là 10 tỷ, 20 tỷ, thậm chí rằng 50, 100 tỷ. Thì chắc chắn rằng không thể nào mua hết cái tỷ trọng của mình vào TNG được. Mua một cái trần thì sao? Đúng không ạ? Thì đây là cái đặc tính của dòng tiền hiện tại. Thì đa phần á, nó sẽ phù hợp cho anh chị nào mà chúng ta có nhiều thời gian, chúng ta không quá bận ở trong dịp Tết. Chúng ta nhìn được bảng điện thường xuyên, chúng ta có thể trading tơ cộng, thì chúng ta sẽ có thể chú ý vào video ngày hôm nay. Còn thật sự với những anh chị nào mà vốn lớn khoảng tầm 100, 200 tỷ á, thì thật sự rằng là xin thu, với một cái thị trường như hiện tại á, thì rất khó để anh chị chúng ta có thể kiếm lời. Chúng ta chỉ có thể mua được và kiếm lời gọi là cốc cà phê thôi, chứ còn không thể được nào lời quá nhiều. Nó chỉ là lời về phần trăm, còn về gọi là cái vốn hóa của anh chị thì rất là khó để kiếm lời ở thị trường hiện tại. Thì đây là cái top 2 cổ phiếu mà sẽ tập trung vào ở trong video ngày hôm nay. Thì nó vẫn sẽ là những cái cổ phiếu có vốn hóa nhỏ, và chúng ta sẽ tập trung đánh ngắn hạn chị ha. Và chúng ta không cần quan tâm là cổ phiếu có tin tức gì hay không cả. Dĩ nhiên chúng ta vẫn sẽ có những sự ủng hộ của tin tức, nhưng mà không có tập trung quá nhiều, mà chúng ta sẽ đi theo dòng tiền, đi theo thanh khoản và đi theo kỹ thuật. Thì đầu tiên là cái cổ phiếu NT2. NT2 cũng là một cái cổ phiếu thuộc dạng điện anh chị ha. NT2 là một cái cổ phiếu mà Hải có nhắc rồi ở trong một vài video trước. Và trong khách hàng của Hải thì cũng đã có mua NT2 rồi từ cái nhịp trước luôn anh chị ha. Thì NT2 á, cơ bản chúng ta lưu ý nè, NT2 hiện tại nha, hiện tại thì đang có dấu hiệu là gì ạ? Là chạm vào kháng cự, đúng không ạ? Chạm vào kháng cự. Tuy nhiên thì có một cái điểm cộng rất lớn của NT2 á, là chúng ta nhìn vào cái nhịp dưới nè, đây chúng ta có một cái vùng hỗ trợ của NT2 là ngay cái vùng giá khoảng tầm là 25.5. Thì cơ bản NT2 đã có một cái nhịp tăng ở sau khoảng tầm một lần này, hai lần,
3 lần, 4 lần và đến lần thứ 5 thì NT2 mới bứt phá ra được khỏi vùng giá kháng cự khoảng tầm là 25.5. Và cái nhịp tăng này chúng ta có sự ủng hộ của thanh khoản, đúng không ạ? Nhịp đầu tiên vẫn fail, vol bán vẫn nhiều, nhưng mà nhịp thứ hai thì chứng tỏ rằng gì là NT2 có vol to vào và nó quyết đoán, nó cố gắng, nó quyết tâm để nó vượt qua khỏi vùng kháng cự này để tiến vào những cái nhịp sau và vol vào, đúng không ạ? Thì sau một cái nhịp gì ạ, nó rũ xuống, nó test lại hỗ trợ một lần nữa và tiếp tục ngày hôm nay vol lại vào, đúng không ạ? Hôm nay vol lại vào với NT2 và một cái nhịp tăng đóng nến cao nhất ngày. Đặc biệt á, là chúng ta lưu ý rằng cái đoạn trước NT2 bị khối ngoại bán rất nhiều, đúng không ạ? Bán liên tục khoảng tầm là 7 phiên, bán 7 phiên liên tục, nhưng mà vẫn không thể nào thủng được cái vùng hỗ trợ khoảng tầm vùng giá 25.x. Và ngày hôm nay thì khi khối ngoại quay trở về mua rồng thì NT2 đã bật tăng cộng với đóng nến cao nhất ngày. Thì theo Hải á, cái việc mà cổ phiếu này đã tăng rồi, quay trở về test và ngày hôm nay lại bật tăng trở lại là một cái điểm rất là đáng kể, một cái điểm rất là đáng mừng, tín hiệu rất là tốt. Thì cơ bản chúng ta vẫn đang nằm trong vùng mua của NT2, tại vì nó vẫn chưa vượt qua cái vùng biên trên này khoảng tầm là 26.3. Thì chúng ta có thể canh và mua NT2 ở vùng giá khoảng tầm là 26 với một cái target ngắn hạn. Theo Hải là khi mà vượt qua được 26.5 á, thì khá là ok rồi. Thì nó sẽ khoảng tầm là lên trên vùng giá khoảng tầm là 28.5 cho tới là 29, tức là khoảng tầm 9-10% là cái vùng target đối với Hải của NT2. Và dĩ nhiên chúng ta một lần nữa phải quay trở về câu chuyện là cắt lỗ. Nếu như NT2 đã test thành công rồi, vol vào và bật rồi, nhưng mà nó mà gọi là break fail á, thì nó sẽ hình thành một cái nhịp bull trap, thì chúng ta sẽ canh cắt lỗ. Nếu như NT2 gọi là gì ạ, cũng mất vùng giá là 25 thì cơ bản chúng ta sẽ cắt rất là nhanh thôi, khoảng tầm là 3% thôi. Thì đó là một cái cách để anh chị chúng ta đánh T cộng ở trong đoạn này. Tuy nhiên thì NT2 theo Hải rằng á, nó sẽ cùng một cái điểm cộng gì ạ về tin tức. Thì thứ nhất là NT2 sẽ chia cổ tức bằng tiền ở trong thời gian tới. Và ngoài ra thì NT2 ở trong quý 4 vừa rồi là có sử dụng một cái chi phí để gọi là, tự nhiên hãy quên mất, bảo trì cái nhà máy. Nhưng mà NT2 vẫn có một cái mức lãi tương đối là đáng kể. Thì theo Hải rằng là cái việc mà sẽ có lãi ở trong 2024 cũng là một câu chuyện có thể sẽ giúp NT2 tăng ở trong dài hạn luôn. Còn về ngắn hạn thì nó vẫn là câu chuyện gì là test thành công, hỗ trợ và tiền vào, rất là ok với NT2, là cổ phiếu đầu tiên mà anh chị chúng ta có thể quan tâm ở trong cái đoạn này. Và cổ phiếu thứ hai sẽ là cổ phiếu BVS. Thật ra thì dầu khí là một cái nhóm ngành mà rất khó chơi, rất khó để đánh ở trong những cái nhịp trading, tại vì cái ngành này là một cái ngành mà cái biên độ của nó rất là gắt, và chúng ta mà chúng ta mua sai một cái thôi thì dễ fail. Thì cơ bản là BVS hiện tại đã có một cái nhịp dễ tích lũy khoảng tầm là từ 10 cho tới là 15 phiên rồi, đúng không ạ? Và vol thì khá là kiệt. Ngày hôm nay thì bắt đầu có vol vào này, bắt đầu những cái cổ phiếu như chúng ta đang nghĩ BSR đã tăng khoảng tầm là 10 phiên rồi. Và chúng ta sẽ có là gì ạ? BVD, nó cũng là một cổ phiếu mà ngày hôm nay gì ạ? Vol vào này, vol vào, đúng không ạ? Mở gap và vol vào. Thì cơ bản là BVS ngày hôm nay cũng có nhịp tăng và vol cũng bắt đầu có sự cải thiện rồi. Khối ngoại cũng đang bắt đầu có tín hiệu mua rồng trở lại này. Thì cơ bản gì ạ? Khi mà nền đã tích lũy đó thì chúng ta rất có thể sẽ có thể ăn được một cái nhịp ngắn của BVS lên là vùng giá khoảng tầm là 40. Thì sẽ khoảng tầm là 7-8% đối với là cổ phiếu BVS. Thì dầu khí là một cái ngành đó mà mang tính đầu cơ cực kỳ cao ở thị trường Việt Nam. Và đặc biệt đó là khi mà dòng tiền đang chán, mọi người nha, lưu ý rằng khi dòng tiền đang chán thì dầu khí là một trong những ngành mà nó hay tăng rất là bậy bạ. Ta chỉ cần một cái tin nào đó có chữ dầu thôi mọi người, một cái tin nào đó thôi, và tin tốt nha, chứ không phải tin xấu, một cái tin nào đó rất là tào lao thôi, thì cái cổ phiếu dầu khí cũng có thể tăng. Bởi vì đây là một cái cổ phiếu mang tính đầu cơ rất là cao. Thì theo Hải là BVS là một cái cổ phiếu mà hiện tại anh chị ta có thể quan tâm. Và đặc biệt đó, chúng ta có để ý thì trong những cái nhịp mà cuối năm đặc biệt là lễ Tết thì dầu khí thường hay tăng. Dầu khí thường hay tăng. Ví dụ thì chúng ta qua về Tết năm ngoái này, đây, khi mà BVS đang giao dịch rất là tào lao, đúng không ạ? Đi lên rất là kỳ nè, đi xuống rất là kỳ. Thì sao ạ? Bắt đầu gần Tết nè, Tết là khoảng tầm ngày 16 tháng 1 nè và 19 tháng 1 nè, đúng không ạ? Và qua 27 tháng 1 nè, anh chị thấy rằng vậy nó cách nhau đến khoảng tầm 8 ngày, đúng không ạ? Đây nè, 19 tháng 1 nè và đây ạ, 27 tháng 1. Thì mọi người thấy rằng là vậy, trước cái nhịp Tết thì sao ạ? BVS tăng. Đó, khoảng tầm 20%. Thì cơ bản á là dầu khí là một cái ngành mà mang tính đầu cơ rất là cao, và khi mà dòng tiền nó chán á, đặc biệt là trong kỳ nghỉ Tết nè, gần Tết rồi, thì dòng tiền nó chán nó sẽ rất có khả năng nó sẽ quay trở về và nó đi tìm tới những cái cổ phiếu gọi là dầu khí, nó mang tính đầu cơ.
Thì thật ra thì Hải vẫn sẽ không có tự tin về BVS nhiều như là NT2 đâu. Tại vì NT2 chúng ta nhìn qua về rồi, thứ nhất là gì, về cái chạc kỹ thuật nè, về dòng tiền nè, và về câu chuyện nó đều có cả. Còn BVS thì mang tính đầu cơ, và Hải cơ bản chỉ mua bởi vì nó đang tích lũy chặt mà thôi. Thì nếu mà chúng ta chưa biết mua gì thì NT2 vẫn là một cái cổ phiếu mà ưu tiên hơn. Còn anh chị mà chúng ta gọi là không thích NT2 á, thì chúng ta có thể chọn qua BVS. Hoặc chúng ta có NT2 rồi thì chúng ta cũng có thể gọi gì chọn BVS cũng được. Thì đây là hai cái cổ phiếu mà Hải nghĩ rằng chúng ta có thể canh mua ở trong ngắn hạn, và đặc biệt là ngay ngày mai chúng ta hoàn toàn có thể mua. Đó là cái nhận định của Hải anh chị ha. Rồi, và trước khi chúng ta kết thúc video thì chúng ta như thường lệ thôi, có thể cho Hải một cái nút like cũng như là một cái nút đăng ký kênh nếu chúng ta chưa đăng ký. Và ngoài ra thì chúng ta có thể tham gia vào cái room Zalo mà Hải có ghi ở bên dưới cùng mô tả mỗi video, thì Hải sẽ có tư vấn và sẽ có khuyến nghị ở trong này. Còn chúng ta muốn tham gia, muốn được tư vấn kỹ hơn ở trong nhóm khách hàng thì vẫn có thể liên hệ với Hải bằng cách đọc hướng dẫn, và chúng ta nhắn cho Hải qua cái số điện thoại này anh chị ha. Và chúng ta lưu ý rằng là chúng ta xem, và chúng ta có thể cho Hải một cái phím 1 đi để Hải có thêm động lực và làm tiếp những cái video tiếp theo anh chị ha.